Chào các bác ạ, là Lê Thành Ô Tô. Ngay trước màn hình của các bác, đây là hai siêu phẩm VinFast VF6 bản Plus màu đỏ đang có sẵn xe giao ngay tại đại lý VinFast Hải Dương của Lê Thành Ô Tô. Hiện tại với chính sách tháng 1 năm 2024 này thì những chiếc xe VinFast VF6 bản Plus sẽ có giá là 765 triệu thuê pin, được tặng 25 thuê pin free. Đây là chính sách ưu đãi rất là hấp dẫn dành cho những chiếc xe VinFast VF6 bản Plus này. Và nếu chúng ta mua đứt pin thì giá xe sẽ từ 855 triệu giảm xuống chỉ còn 812 triệu thôi. Và đồng thời nếu như chúng ta ra biển số thì nó rơi vào tầm 818 triệu để lăn bánh xuống đường cho chiếc VinFast VF6 bản Plus. Hiện tại bên Nam Thành Ô Tô đang triển khai cái chương trình ưu đãi khuyến mãi vô cùng hấp dẫn, trị giá lên đến 10 triệu phụ kiện, áp dụng cho những chiếc xe VinFast VF6 bản Plus đang có sẵn xe giao ngay tại đại lý, bao gồm là màu đỏ, màu xám, màu xanh VinFast và màu xanh rêu đối với những chiếc xe VinFast VF6 bản Plus này. Và hiện tại đối với lại những chiếc VinFast VF6 này thì chúng ta trả góp, chúng ta chỉ cần chuẩn bị trước cho Nam Thành Ô Tô chỉ có tầm 170 triệu là chúng ta bê xe về rồi. 170 triệu cho những chiếc xe VinFast VF6 bản Plus là có thể bê ngay xe về rồi các bác nhé. Bên trong nội thất đây ạ. Đấy. Ở phiên bản Plus này thì chúng ta sẽ có toàn bộ là ốp, viền, táp lô, táp ly đều là da các bác nhé. Đấy. Hệ thống âm thanh giải trí cực kỳ phê dành cho những chiếc xe VinFast VF6 và Plus này. Ghế chỉnh điện đầy đủ cho các bác ở cả ghế chính và ghế phụ. Đấy. Nội thất bên trong hàng ghế 2 đây sẽ có một cái độ gập ngả tương đối là thoải mái. Tuy nhiên thì vì pin đặt ở dưới sàn xe nên là chúng ta sẽ có một cái chỗ để chân nó hơi gồ lên một chút, nó hơi cao một chút các bác nhé, vì pin đặt ở dưới sàn xe. Nếu như chúng ta muốn có một chiếc xe gầm cao hơn một chút mà cái sàn xe thì chúng ta sẽ chấp nhận là phải để như thế này các bác nhé. Còn nếu như chúng ta có điều kiện hơn thì chúng ta có thể lên những chiếc xe VinFast VF8 bản Plus thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, ngồi sẽ thoải mái hơn so với những chiếc xe VinFast VF6 bản Plus ở hàng ghế 2. Tuy nhiên nếu mà đối với những chiếc xe VinFast VF6 bản Plus như thế này thì cũng đã quá là phù hợp rồi đúng không ạ? Đấy. Đấy, các bác ngắm nhìn một vòng quanh nhá. Một vòng quanh bên ngoài ngoại thất rồi. Rất là đẹp đúng không ạ? VF6 bản Plus thì sẽ có đầy đủ màu giao ngay. Và hiện tại thì em Thành Auto đang dự kiến là sẽ có màu trắng giao xe ở trong cái tháng 1 này các bác nhá. Trong tháng 1 đầu tháng 2. Đây là chính sách ưu đãi cực kỳ tốt dành cho các bác em Thành Auto, sẽ có thể hỗ trợ giao xe, vận chuyển xe trên toàn quốc, hỗ trợ trả góp trên toàn quốc cho tất cả các bác nào có nhu cầu quan tâm đến những chiếc xe VinFast VF6 và Plus. Nếu như chúng ta ở tại địa bàn của chúng ta mà chưa có những chiếc xe VinFast VF6 để chạy vi vu trong thời gian Tết tới đây thì hãy liên hệ với em Thành Auto để chúng ta có xe kịp phục vụ cho gia đình mình đi Tết. Còn bây giờ có lẽ là em Thành Ô Tô xin phép được tạm dừng cái video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của em Thành Ô Tô trong suốt quãng thời gian qua. Đừng quên là đăng ký kênh, nhấp hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà em Thành Ô Tô ra những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.